gớm. Đầu năm đầu tháng gì mà xui xẻo thế. Ngồi mãi từ giao thừa đến giờ mùng 1 gần đúng ngọ rồi. Chả con ma nào nó nai vãng nó xem một quẻ kiếm tiền mua ổ bánh mì mà sơ. Gớm, năm nay năm con gà mà chắc là gà nó nuốt mẹ nó dây thun rồi. Ôi giời, gớm sao xui thế nhỉ? Hôm qua em đi chùa Hương hoa cò. Ý, bài này không hay. Mừng xuân năm trên ta chúc la 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 la. Dạ con chào thầy. Ô, chào chị. Chị hay cô gì đây mù không biết. Vâng. Dạ con còn nhỏ. Vâng, thế dạ. chào cô. Dạ, vâng. Năm mới chúc thầy làm ăn phát tài, mạnh giỏi, làm ăn nhiều tiền hơn năm nay nha. Gương đàn ế bảo không. Cảm ơn cô. Vâng, cảm ơn cô. Thế tôi cũng chúc cô năm nay gặp nhiều may mắn. Mà cô xuất hành giờ này là giờ đại cát đấy. Thế nào năm nay cũng được nhiều lộc cho mà xem nhỉ. Dạ con cảm ơn thầy. Vâng, không có gì. Vâng. Dạ. Thế trước con ngồi chơi ạ. Vâng. Dạ, con ngồi liền ạ. À. Dạ. Hên quá thì đuôi. Thế à, cô đi đến xem giờ này là cô muốn xem gì? Dạ, con không nói gì thầy. Con muốn xem bói. Con muốn coi ngày mai con có chồng rồi được không á. Mẹ nó cứ tông teo như que củi thì ma nào nó lấy. Trời, thầy đuôi mà thầy biết con trâu tông như que củi hả thầy? Này, mùng 1 Tết nhá, tôi đang rước khách hàng vào chứ không phải tôi muốn gây lộn với khách hàng nhá. Cô nói cho rõ ràng, ai bảo cô tôi đuôi hả? Tôi là người đẻ ở Hà Nội phải gọi là mù mới đúng chứ. Tại sao gọi là đuôi? Nhớ phải gọi là mù nghe chưa? Con tầm con tè bị đặt nói sáng giờ. Nhưng mà thầy ơi, hình như là con mở hàng đầu tiên của ông thầy. Ôi, cô này dở hơi nhỉ? Từ đêm qua đến giờ khách xếp hàng từ đây đến mãi cái đầu đường bên kia nguyên một color đấy. Nha. Mà tôi sợ bonus nó đến nó túm cỏ rồi tôi đuổi đi bớt rồi. Mới vừa rảnh tay tính sôi ngụm nước cô đến đấy. Ôi giời, mệt bở cả hơi tai, khách đông quá. Ôi giời. Dạ thầy, con xin lỗi thầy nha thầy. Thế bây giờ cô muốn xem gì đấy? Dạ con nói rồi, con nói con muốn xem coi cửa năm nay con có chồng được hay không á. Này, tôi bảo cô nhé. Dạ. Dáng thì ăn vào một tí cho nó có da có thịt thì nó mới đắc duyên, hiểu không? Dạ. Gầy tông gầy teo cái thì ai mà nhìn nó vui giời gớm quá thì không ai nhìn. Ui, thầy cũng ốm nhôm nhắc cho con vậy chứ có mập mạp gì đâu, gió thổi bay cái dèo liền á. Ốm đau gì ở đây? Vậy tại sao mà gọi là ốm? Phải gọi là gầy mới đúng chứ. Tức là gọi là ốm. Nhưng mà thì chính vì tôi gầy đấy thì mới nằm chỏng chơ mấy chục năm nay, chả ma là nó nâng khăn sửa túi đây. Nói toạt móng lợn ra là ế mẹ nó rồi. Đấy. Có khác thì con đâu. Ừ. Thế phải ăn vào chứ nó có da có thịt chứ. Thầy nói con ăn nhiều cho mập lên mới có chồng hả thầy? Mập là cái quái gì? Phải gọi là béo chứ tại sao gọi là mập? Tôi không nghe cái câu ca dao là trông mặt mà bắt hình dong con lợn có béo thì lòng nó mới ngon. Chả có ai gọi là con lợn nó mập thì nòng nó mới ngon, hiểu không? Trời ơi, năm nay mình đi coi bói mà tự nhiên cái sữa lưng mình hoài vậy trời. Không phải, nói cái gì phải nói cho nó đúng. Cô hiểu không? Đây này, tôi giải thích cho cô nghe nhé. Ở trong Nam của cô đấy gọi là một lượng vàng, hiểu không? Còn ở ngoài Bắc gọi là một lạng. Thế ngày xưa ông Khổng Minh, ông là người miền Nam, thành thử ra ông mới là Gia Cát Lượng. Còn tôi đẻ miền Bắc, thành thử tôi là Gia Cát Lạng đấy, thấy chưa? Thầy nghe, con nói thì nghe nha. Gì? Thầy kỳ quá à. Con là người miền Nam, con nói tiếng miền Nam. Tự nhiên thầy biểu con nói tiếng Bắc, làm sao con nói được? Ôi cô hay nhỉ. Đây thì mình đi cầu thánh là chủ yếu là mình xin lộc thánh. Thế mình nói thánh không hiểu thì thánh làm sao cho mình lộc được, hiểu không? Mình cầu xin thì phải nói giọng Bắc mới xin được chứ. Con quên, chạy thánh toàn là người Bắc không hả thầy? Ừ, thánh ở đa số tập trung miền Bắc nhá. Ở nguyên một chung cư ngoài đấy, cứ gọi người nào người đấy về, hiểu không? Vậy sao thầy ở miền Nam vậy? Thì tôi là xem thôi, tôi là thánh dựa vào tôi để tôi xem cho cô thôi. Đây này, tôi nói cô nghe.
cô chưa nghe kể cái chuyện này cô hết hồn. Cô nhớ cái miếu cô ba Thủ Thiêm không? Dạ con nhớ chứ. Ừ, ngày xưa cô ba chết ở sông Sài Gòn đấy. Thế mà cô ba nổi tiếng là linh thiêng này này. Có một bà Việt Kiều đấy, lấy chồng người Mỹ nhá. Dạ. Xong rồi thì dẫn chồng về, xong dẫn đến miếu cô ba cầu xin để ông chồng vào khấn tiếng Anh. Cô có không hiểu, cô vật cho sùi cả bọt mép ra. Trời ơi. Rồi ông chồng có sao không thầy? Ông có chết không thầy? Trời không ơi. Không may mà bà vợ còn nhớ tiếng Việt đấy nhá. Bà nhớ tiếng Việt, bà dịch sang tiếng Việt đấy, cô mới là vui lòng, cô buông tha đấy nhá. Trời ơi, vậy bây giờ con nói tiếng Nam xong thầy dịch qua tiếng Bắc chứ không? Yên tâm đi, để tôi thông dịch sang tiếng Bắc cho nhá. Không là trời ơi, cái cô đó cô giật con chết mẹ con luôn đó thầy. Yên tâm, để có tôi là không ai vật cô được. Thế bây giờ đây muốn xem thì xem đây nhá. Dạ. Thôi đây bây giờ thành khẩn đi. Con giái hả thầy? Không, đặt tiền quẻ đi. Hả? Đặt tiền quẻ hả thầy? Ừ. Đặt thì đặt. Có thế nó mới linh chứ lại chả có thánh nào chơi không. Sao gớm mày vắt ở đâu mà gió lớn thế? Thầy đuôi mà cũng thấy con vắt à? Tao nghe hơi gió. Một đồng. Một đồng ai chơi? Năm đồng thì ít quá. Không, tờ đấy cũng đủ đi xe. 10 đồng. Tăng tí. 20. Vừa phải. Mà tờ này thì 100. Better. Mà không biết ổng coi đúng không. Nếu mà ổng coi sai 100 của mình mắc mẹ nó thì sao. Thôi, mình đặt 1 đồng. Đó. Cái này cô ơi. Ôi, xe ở đây 3 cái đĩa sao cô bỏ 1 cái thế? Trời ơi, coi 1 cái thôi tự nhiên cái đĩa con bỏ 3 cái rồi sao bỏ? Úi giời, cô này gớm ai mà thánh thiết thì chả có ai đi gạt đi lường cô. Cái này thì phải đúng lễ thì thôi chứ đây này, đây là tiền quẻ, đây là tiền tổ, còn cái nhỏ này là tiền tiếp bà nội ơi. Gớm nhanh nhanh dùng con tí đi. Thầy chưa có coi tự nhiên biểu con bỏ tiền tiếp lỡ thầy coi sai sao? Thế cô bảo tôi dại hả? Nếu mà tôi nhớ tôi nói con nói sai rồi bây giờ cô không bỏ tiền tiếp ra đâm ra tôi dở người chả dại thế. Thôi đừng nói nhiều đâu, để con bỏ cho. Ta bỏ cho mình biết 5 đồng 10 đồng rồi. Ừ thôi thế rồi bỏ xong đủ 3 đĩa chưa? Đủ để rồi. Thầy phụ soát nếp mà lẹ lẹ đi cho con về con coi nấu cơm mà cho mát con ăn chứ không bắt chửi con. Rồi sao quỳ xuống thành khẩn cho khách đi. Dạ con thành khẩn. Ờ. Đây này có thắp nhang thì thắp. Dạ cho con cây nhang đi. Thôi phí đi. Thấy như cũng biết cay mắt vậy. Thấy như không cay thầy cũng cay thế. Thôi nha, để thành khẩn đi. Em là mồ à gì đã. Em là mồ. Em là em thế con điên. Thế mày ở đây mày đi xem bói hay là mày đi cuốt đất thế hả? Sao mày chưa gì hết mày bổ vậy? Mày bổ đâu? Mày bổ lắm thế, mày đưa cả mâm cả chảo mà thầy hả? Trời ơi thầy đuôi chứ. Mày bảo thì mày có nghe hiệp sĩ mù nó nghe gió kiếm chưa? Ngớm cái chảo mày gió kinh quá. Mày vừa phải tôi lên đây này, thành khẩn đi. Đùi mà cũng biết người ta đưa cái chảo vô mặt này. Không biết là có lừa không á. Đầu năm mà lừa là chắc xui chết mẹ luôn. Tâm mồm, để con khấn này bảo. Con lạy bà ba ở trên ngàn nghe lời thầy khấn với trần giang bà về bà xã nằm mà xa nỗi xa mẹ ý. Mà xa nằm xa nú xa mê mà trần giang bà về mà bát nhã mà thuyền à huê con lạy bà. Xong chưa mệt quá vậy ơi. Con lạy xong rồi ạ. Mày lạy xong rồi để tao khấn gớm mày cái cuốc quá. Tới đây tài tài gì tài trái không mê quá. Lạy thanh bạch bái lạy thanh vạn bái dạ lạy các cô các cậu dạy để thương cho đệ tử con lạy tam phường chín hướng thương cho đệ tử con là phi nhung dạ ế chồng bao nhiêu. Con không có ế chồng mà con không có ế chồng mà. Gớm mày phải nói thế thanh mới thương chứ lị sao mày rốt thế nhỉ.
Mình gạt thánh đó thầy. Gạt là cái quái gì mày phải bảo lừa lừa chứ thì mày đi xin lộc thánh mày chủ yếu là phải thánh phải cho lộc mày, mày lừa thánh thánh mới thương mày gớm con để rốt thế. Này bây giờ tao bắt đầu gieo quẻ. Ủa mà thầy gieo quẻ bằng gì vậy? Con đâu thấy đâu, con đâu thấy bằng gieo bằng tiền gì đâu. Con thấy người ta gieo bằng cái tiền nó có cái lỗ mà. Hay là thầy gieo bằng mua rùa đó. Gớm con này, bây giờ người ta đây thời đại bây giờ nó lên đến cung trăng rồi, bây giờ ai xem bằng mu nữa hả mày? Bây giờ người ta xem là người ta xem đến computer rồi mày hiểu chưa? Bây giờ mà mày còn sờ sờ vào cái mu thì làm sao mà có tiền mà sống hả con? Vậy chứ con hỏi thầy nè, thầy gieo bằng cái gì nè? Bây giờ tao không bói bằng cái đấy, tao bói kiều. Bói kiều? Đây này, kiều. Bói kiều là sao? Bói kiều đây, sách kiều đây, linh thiêng cực kỳ con ạ. Con chưa nghe trong chuyện kiều có cái câu như thế này, mày ngồi xuống đi, mày ngồi thế thì khách nào dám vào hả? Thế này, mày có nghe trong cái chuyện kiều nó có cái câu này hay lắm này này. Dầu dầu ngọn cỏ bên đường này, ở sầu xè xè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Ấy cái nửa vàng nửa xanh đấy là Tả Đạm Tiên ngày xưa là gái giang hồ, thế sau bị bệnh sida mới nửa vàng nửa xanh. Đúng không? Trời ơi ghê gớm quá vậy ta. Thế mà nhập vào trong cuốn truyện kiều này nấy nó linh cực kỳ đấy nhá. Vậy thì thầy bói cho con đi. Đây này, trong cuốn truyện kiều này nó có 500 trang. Thế bây giờ đấy, nếu mà con muốn thì con cứ lựa đại một trang nào đấy, xong con dở ra con đọc hai câu đầu. Ôi giời, tôi nói thật nhá, cuộc đời con nó sẽ bày ra trước mắt y như là ai vẽ lên đấy. Thiệt hả thầy? Vâng, cứ tin tôi đi. Con lại chờ cho con lại con lật thiệt để cho con lấy chồng, chứ con cũng ế cả đời con. Ừ, dở ra đi, lựa đi. Rồi, con lựa một trang 125 đó. Ờ, trang đặt 100... đi. Con này mày xỏ nhỉ? Thế mày chả thấy tao đuôi không thấy đường, mày còn bảo tao đọc đi là đọc cái gì? Mày chơi toàn là móc câu trong họng không vậy? Không quên. Đọc đi, ôi giời con này nó dở người nhỉ? Để con đọc. Râu hùm hàm én mày ngày, dài năm tấc rộng thân mười thước cao ở thầy. Râu hùm hàm én mày ngài, vài năm tấc rộng thân mười thước cao. Dạ. Chúc mừng cô, congratulations. Thế có tài. Thế nào lâm lai cô cũng có chồng. Trời ơi, con mà có chồng á là con bao trời thầy một chầu xin ê liền á. Này mẹ mày lấy cái lưới câu mày móc mẹ trong họng ra đây. Mày không thấy tao đuôi mày rủ đi xem xin ê hả mày? Con... Bây giờ thì con quên, con quên, con xin lỗi thầy. Nhưng mà con nói cho thầy nghe, thầy đuôi mà thầy chưa trả lời con là thầy đuôi sao thầy biết con gầy nè. Thôi bây giờ tôi nói cho cô nghe này, năm nay cô có chồng nhá, nhưng mà đặc biệt là chồng cô là phải người ngoại quốc. Người ngoại quốc? Ừ. Vậy là con lấy chồng người qua hả thầy? Chả phải. Hay là người Mỹ? Không. Hay là người Đại Hàn? Chả phải. Chứ người gì? Iraq. Đâu? Thế đây này, cái câu đầu tiên đây này, cái câu đầu tiên là dâu hùm hàm én mày ngài. Thế mày không thấy cái dâu hùm là dâu mà nó chỉ của ông Saddam Hussein, ông Bin Laden ấy, hiểu không? Nó còn hàm én mày ngài là dâu tóc nó đen thui, chả phải người Iraq là người gì. Trời ơi, cái gì mà xui dữ trời. Người ta kêu mình cưới Mạnh Quỳnh, mình không cưới nó, tự nhiên cái đi cưới Iraq. Trời ơi, cái người mà người ta ghét nhất trên thế giới. Cô ơi, bây giờ không cần nói là không khe cái người ngoài, hiểu không? Miễn sao bây giờ cô thích là được giàu nhá. Chồng của cô là cô phải thích, hiểu không? Không khe người ta có thích hay không, nhưng mà tôi nói cô nghe, không phải người này là không có của đâu nhá, giàu lắm cô à. Vậy chị vậy, ông nói làm gì thầy? Ông có tiếng tăm ngoài xã hội không thầy? Ông có ca hát đồ gì không thầy? Ông có học giỏi đồ gì không? Gương mà có chồng thì mừng bỏ mẹ rồi, còn giá ế bao nhiêu năm rồi, bây giờ có chồng thì nên mừng đi, còn bày đặt chơi cái thói ăn mày đòi xôi gấp. Yên tâm, chồng cô có của lắm đấy. Không, nhà nó không ở bình thường được, nó phải ở building với ở lâu đài mới được thôi, nó không ở nhà bình thường. Tại sao? Đây sách thánh có nói đây này, vài năm tất rộng thân 10 thước cao, mẹ thân nó 10 thước nó chui vào đâu vừa. Đúng không? Phải nhà, phải building nó mới vừa.
Vậy thầy nói nó ở trên núi hả nhà? Ở trên núi hả thầy? Tôi chả biết núi hay sông, nhưng mà nó phải chui vào cái nhà nào cái cửa phải hơn 10 thước, hiểu không? Vậy là chắc giàu lắm hả thầy? Thôi xem bằng ấy được rồi. Mệt lắm rồi. Thì xem nữa hả thầy? Không xem nữa, buồn. Nhưng mà thôi vậy thầy nói đi vậy. Vậy thầy nói một lần nữa thôi. Con hỏi thầy này, thầy đu sao thầy biết con khẳng khiêu à? Mày gớm thì mày ngu thế gì? Thế ông trời ông lấy của tao cái này thì ông phải bù tao cái khác nhá. Ông lấy tao cặp mắt thì ông phải cho tao cái giác quan thứ 6 nhá. Mày không nghe người ta nói là xem bói, cái thuật xem bói chỉ là nhất thanh nhì tướng, mày hiểu không? Đấy, nhưng mà trong cái thuật xem bói, cái thanh là quan trọng nhất. Chỉ cần nghe cái thanh thôi là người ta biết người ấy đẹp hay xấu, béo hay gầy, mày hiểu không? Vậy con hỏi thầy nè, con đẹp hay là con xấu? Mày khỏi cần hỏi, tao không cần nghe cái tiếng của mày. Chỉ đến mày bảo mày ế là tao biết mày xấu bỏ mẹ rồi. Cái gì mày nghe tiếng? Trời ơi, vậy là thầy đuối thiệt rồi. Con nói thiệt, thầy đuối thiệt rồi. Tướng con như vậy mà thầy kêu con ế hả? Thầy kêu con xấu nữa là thầy đuối thiệt rồi. Bỏ giá trời trong đuôi chết luôn. Thế mày mày không xấu mà mày ế loài ế sĩ ra. Thôi mệt quá, thôi không coi bói nữa, tự nhiên đầu năm con chi vậy? Thôi con đi về nha thầy. Ừ vâng, rước về. Con về nha thầy. Vâng, mệt lắm rồi. Con về thiệt đó thầy. Thì về đi, trẻ ai thì giữ làm gì, gớm. Con về thiệt đó thầy. Ôi giời ơi, sao mày ra, ôi ruồi ơi, ruồi ơi, ruồi, con ruồi. Gớm, sao xem bói mà cũng có ruồi nó bâu thế này à giời. Vào, vào, vào. Dạ. Ruồi đấy. Dạ dạ, dạ không phải, con xin lỗi thầy. Tại vì con thử thôi, tại vì con tưởng thầy giả bộ á. Con tưởng thầy giả bộ đuôi á, ra con lấy mà con lấy tờ 10 đồng về lại. Gớm, ai mà con giả xin... bờ, tự dưng đang mắt sáng con muốn lại muốn đuôi là thế nào. Thôi về đi. Dạ con xin phép thầy, con về. Vâng. Để lại đấy chứ lại lấy về. Tự nhiên đầu năm đầu tháng này coi bói làm gì cho bị mất một mấy thằng bạc tưởng ghê. Con về không thầy? Trông cho cả ngày đã khỏi ai tới coi bói luôn, trông ế chết mẹ luôn. Con rước cô lại nhà. Ăn Cảm Tết vui vẻ cô nha. Giờ mặt thấy gớm. Anh đi đâu vậy? Đi đâu kệ tôi. Nhìn cái gì? Tôi nói là một lần chót, tôi không thể nào sống với cô được nữa. Anh mới nói cái gì? Tại sao anh không thể nào sống với em được nữa? Bao nhiêu năm nay tôi sống với một người vợ đàn bà mà không phải là đàn bà. Anh nói cái gì kỳ cục vậy? Tại sao bao nhiêu năm nay anh sống với em mà anh nói em là đàn bà không phải đàn bà vậy? Chứ từ mày mười mấy năm nay anh xài hàng gì? Tôi không biết hàng gì. Tôi biết không phải là đàn bà. Tại sao không phải là đàn bà? Đàn bà đó mà người y như con mắm. Tại anh có ác cảm với vợ anh nên anh mới nói vợ anh như con mắm, chứ nhìn em cũng được như con khô chứ. Người ta nói á, nam tu nữ nhủ, có nghĩa là đàn ông thì phải có râu, đàn bà thì phải có. Biết rồi, em thấy anh đưa tay là em biết anh muốn nói có cái gì rồi. À, em cũng có vậy, nhưng mà ông trời ông bắt công, ông cho em ít hơn mấy con khác thôi. Chanh không ra chanh, bưởi không ra bưởi, dạt đằng trước đằng sau không rớt miếng nào. Tại anh là chồng mà anh không thương vợ cho nên anh không có nhiệt tình. Nhiệt tình cái gì? Bây giờ anh thử dạt nhiệt tình coi. Bây giờ nè, em liều mạng anh đứng cho anh giạt luôn á. Anh ráng giạt nhiệt tình chút xíu đi, nó cũng rớt được hai con ốc chứ. Nói cái gì cô cũng cãi lời được hết trơn á. Cãi gì? Lành quá. Mà tôi nói cho cô biết, đó chỉ là cái lý do phụ thôi. Cái lý do chánh á, tôi không thể nào ở với cô được. Tại vì cô quá xấu. Tại sao khi ngài yêu em, lúc nào anh cũng khen em ơi em đẹp quá, giờ anh chê em xấu là sao? Trước khác bây giờ nhưng khác. Mà xấu đâu phải là cái tội đâu. Xấu không là không phải là cái tội, nhưng là nghèo mới là cái tội. Không, cái đó nghèo là mấy ông thầy bói ông nói là tại số chứ không phải cái tội. Cô không tội cho cô không phải tội cho tôi chứ. Cô nhìn nè, tướng tá cao lớn như vậy nè, đẹp trai phong lưu phóng đãng như vậy nè,
Mà phải ở một con vợ ốm nhom ốm nhách ở căn nhà mà chật chội như vậy, rồi 5 năm nữa như vậy, 10 năm nữa như vậy, 15 năm nữa cũng như vậy, rồi 20 năm nữa cũng anh ngừng cái liên khúc như vậy lại đi. Bây giờ này em biết là bây giờ em không thể nào khuyên anh được nữa, em không thể nào làm cái gì được nữa hết. Bây giờ chỉ có một điều em xin anh, còn con cái của mình nữa. Con á, cô để dành nuôi tôi không có dành đâu, nghe chưa? Và tôi nói cho cô biết, tôi cũng không giấu gì cô, bây giờ tôi đã có người yêu rồi, trẻ đẹp, 19 tuổi, tên là Lisa. Em biết, giờ này anh thích hàng ngoại hơn hàng nội địa. Nhưng mà em lại anh. Gì? Anh ơi, vì con cái của mình, em mong rằng khi nào anh mỏi gối chồn chân, anh trở về đây với mẹ con em. Mẹ con em lúc nào cũng dang rộng vòng tay để chờ đón anh. Vòng tay để cho thằng nào đi, thằng này không dám đâu. Tôi nói cho cô biết, cho dù mai này tôi có trở thành ăn mày, tôi không lê cái thân tàn ma dại về đây đâu. Cô biết tại sao không? Tại vì cái nhà này là cái ổ ăn mày. Cô nghe chưa? Ổ ăn mày. Gia đình này là ổ ăn mày. Thôi được rồi. Cái áo này, nó xúc chỉ em mới giá xong đó. Anh cầm theo để mặc đi anh. Cái áo này hả? Cô giữ để lau nhà đi. Anh ơi, có thể nào anh suy nghĩ lại không anh? Không bao giờ. Anh quyết định như vậy sao anh? Quyết định như vậy? Tiễn dòng. Năn nỉ hoài. Vậy mà nó hiền đó. Vĩnh biệt người vợ khó mực. Hello, Lisa hả? Anh nè, Harry Potter đây. Xong xuôi rồi, tiễn cái vòng đó rồi. Kể từ ngày hôm nay hai đứa mình có thể tự do mà không bị ai ngăn cấm nha. Nhớ chứ. Ừ. Tặng em cái nhẫn hả? Ba cara chứ gì? Chuyện nhỏ. Anh sẽ tặng em nhiều vật quý hơn nữa. Má anh có để lại cho anh một cái hộp nghe không? Anh không biết là hộp gì mà mỗi lần anh mở ra anh nhìn hết hồn phải đóng lại đó. Ờ em, nó không phải màu trắng tím bình thường đâu, mà nó nổi gân xanh em ơi. Anh nghĩ cẩm thạch đó. Tặng em hết luôn. Cho em hết luôn nha. Ừ, bây giờ em đang ở đâu vậy? Hả? Đang tắm ở Niagara Falls hả? À, anh tới liền. À, chào chút nha. Bye em. Ú, trời ơi, nói chuyện đầu nhí khác với vợ già. La 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 la. Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai, chỉ hai cửa ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm ngày, tóc chỉ giờ thành hai lai. Dòng sông bến nước con đò đã phai còn nhau, lều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cao. Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình. Em ai hát mà nghe giọng quen dữ vậy ta? Dạ, xin lỗi, chào bác muốn tìm ai vậy bác? Lo, em không nhìn ra chồng em đây hay sao? Ai vậy? Tài đây. Xin lỗi, nói bác đừng giận, nhìn bác là xỉu chứ tài gì. Em nhìn kỹ là coi em.
Anh Thiệp à, em nhận rồi phải không? Đúng rồi, nguyên cái bánh bèo có ban tôm khô bị cháy. Anh, em về đây làm chi vậy? Bữa nay anh về đây là trước thăm em với con, sau đó thì anh muốn nói một câu xin lỗi vì cái chuyện năm xưa anh đối xử không đúng đối với em. Muộn rồi anh. Tại sao muộn? Anh còn nhận ra chiếc áo này không? Ngày anh đi tôi đã giá cho anh đó. Anh biết tôi giữ nó bao lâu không? Năm mấy rồi? Dĩ vãng rồi. Nghĩ sao đi cho đã, giờ về đây xin lỗi, trời còn khuya à. Thôi mà em, dù gì em cũng phải cho anh một cái cơ hội chứ. Hết rồi anh. Ngày xưa tôi lấy anh, tôi tưởng anh là một người đàn ông sống có tình có nghĩa. Tôi nghĩ anh là một người sẽ thương vợ thương con nhiều lắm. Trong khi đó anh là một người đàn ông sống với vợ mà chỉ nghĩ tới cặp nhũ là sao? Nói với anh nó quan trọng dữ vậy hả? Xin lỗi anh nha, nếu muốn có mấy cái đó dễ dàng thôi anh, 4,000 đồng bạc tôi quánh cái tới mặt luôn á. Mà đây không có muốn làm, bị vợ anh là một đứa biết lượng sức mình. Tôi như vậy rồi tôi quất cái tới mặt rồi tôi đi làm sao? Đi ra đường anh lúc nào anh cũng phải cho vợ anh nhìn lên với đời cho cuộc đời nó khá chứ, anh nghĩ sao mà cứ đi ra đường nó cắm đầu đi vậy? Cái chuyện té em. Thôi mà tại hồi xưa anh nghe lời mấy bạn nhậu nó suối bậy anh về anh mới nói vậy chứ thật sự. Muộn rồi anh. Ngài bước chân ra đi, anh có biết mẹ con tôi khổ sở đến cỡ nào không? Anh ra đi, trong gia đình chỉ còn có 200 đồng bạc. Anh đưa tôi qua tới bên này với 200 đồng bạc đó, với ba đứa con tôi phải sống như thế nào đây? Tôi cầm 200 đồng tôi khóc và tôi đi ra ngoài đường, tôi đi như một con điên. Cuối cùng tôi lọt mẹ vô casino. Đồ trọng làm gì? Ai biết, tự nhiên nó đưa đẩy vô, ai biết vô làm gì. Tôi quyết định rồi, tôi thấy người ta cờ bạc nhiều quá, tôi quyết định tôi cầm 200 tôi bước ra giang hồ. Mà từ xưa tới giờ tôi có biết con bài là cái gì đâu anh. Tôi đâu có biết bánh quánh cái gì. Cái tôi thấy cái chị Việt Nam chỉ ngồi, tôi chạy tới tôi hỏi: Chị làm ơn chị chỉ em cái môn bài nào mà quánh mà cho mau thấy á. Ông hỏi mau thấy là sao? Em nói mau ăn mau thua, quất cái là ăn liền mà thua liền vậy đó. Nó có vốn nhiều đó em, có 200. Bà cười à, bà nó thấy gốm quá à. Có 200 quyết định đi quánh bài. Tôi nói kệ nó. Các bạn nói muốn mau ăn phải không? Chị chỉ cho môn, hỏi cái gì nó roulette. Rồi sao? Tôi tới tôi nhìn một cái mâm tôi thiệt á. Cái mâm lớn vậy nè, trong đó có 38 con số. Tôi nhìn vô tôi đâu biết quánh con số nào. Tôi nghĩ còn 200 đồng này nè, kệ nó cũng cứu con mình qua cơn đói. Nhưng mà tôi giận ông quá, tôi không biết làm gì. Mà tôi cũng biết chọn lựa cái số nào nữa. Cuối cùng tôi nghĩ cuộc đời tôi bây giờ là nothing rồi, tôi quánh mẹ con số 0. Rồi sao? Thiệt ông bà đãi nghe ông. Trời ơi, thằng điêu lơ nó quay cái bánh nó chạy vòng rất cái canh ngay màu xanh số 0 trúng 7,000. Trời ơi may mắn quá. Rồi... từ 7,000 đó tôi mới lấy tiền đó tôi đi học neo. Tôi học neo xong xuôi rồi 6 tháng sau tôi còn dư được 4,000. Đi học neo có 3,000, 6 tháng sau tôi mướn một cái bàn có 4,000 đồng vào. Tôi vũa neo, tôi vũa 5,5. Bây giờ tôi 2 tiệm, mỗi tiệm 8 bàn. Làm chủ luôn rồi. Nghĩ sao giờ này đi về đòi làm chi hả? Về đây làm gì? Thì anh nói rồi, dầu gì cũng tình xưa nghĩa cũ. Em nghĩ lại mà cho anh một cơ hội chứ. Cơ hội em cho thằng khác rồi, xin lỗi anh nha. Ai vậy? Anh không cần biết người đó là ai. Người ta quý tôi hơn nhiều kìa. Ngày xưa anh chê tôi là con mắm, trong khi đó người ta cưng tôi hú hồn. Anh đâu có nhìn thấy cái tiềm ẩn trong con vợ anh đâu. Anh lo nhìn bề ngoài không à. Trong khi đó người đó nhìn vô được cái tiềm ẩn của tôi. Người ta ôm cái eo tôi, người ta nói trời ơi em ơi, anh mà lấy em anh lời được 10,000. Tôi nói trời ơi, tự nhiên lấy em có đồng bạc nào đó, anh lời được 10,000. Nó nổ cái eo em không hút mở hết 10,000. Đó bây giờ ông suy nghĩ coi, ông suy nghĩ cho kỹ coi. Làm cặp nhũ có 4,000 mà hút cái eo hết 10,000. Mày nằm không, mày lời 6,000 mà mày không chịu.
Nghĩ sao hả? Thôi mà. Hả? Còn chưa thấy đâu. Nó quý tôi còn hơn là cái gì nữa. Ông biết nó tâm sự với tôi. Nói chứ, em ơi, đứng cạnh em á hả, anh được như dựa vô Tùng vô Bách. Tôi nói tầm bậy. Đàn ông dựa vô vợ không có nói như Tùng vô Bách. Vợ dựa vô chồng mới gọi là dựa vô Tùng vô Bách. Thế nó không không. Dân chơi mà nó thấy em nó chạy 8 cây số nó không dám quay đầu lại. Nó không, trời ơi, từ xưa giờ em hiền, em không biết cắt cổ con gà mà anh nói gì dân chơi sợ em. Ờ à, đúng rồi. Biết nó nói sao không không đâu, nó mà đụng tới em nó hai cái hàng xương sườn em, nó tưởng em dắt dao găm nó chạy thấy bà nội. Bây giờ ông đi không? Bây giờ ông đi không chứ tôi nổi điện tôi gồng lên một cái là xương sườn tôi nó bay ra là nó chỉ giết ông chết à. Đi đi. Thôi mà, từ từ. Được rồi, anh sẽ đi. Nhưng mà trước khi đi á, anh muốn nhắc cho em nghe một chuyện thôi. Chuyện gì? Em nhớ hồi lúc mà hai vợ chồng còn sống hạnh phúc á, à, mình có nghe cái bài Ru Lại Câu Hò đó. Rồi em nói sau này hoàn cảnh mình nó có tương tự gì thì em cũng sẽ đối xử với anh vậy đó. Để anh nhắc cho em nhớ nha. Quên rồi. Không, anh hát cho em nè, anh hát cho em nhớ nè. Nè, nghe nha. Một hôm bão tố mưa dầm ước con đò dừa, lòng nghe buốt giá con đò bỗng quay về đây. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Em nhớ không? Em nói... Đó là ca sĩ nó hát, còn tôi ca lẻ, tôi hát khác. Hát sao? Nghĩ sao đi cho đã đời thì ru lại câu hò còn khuya à. Trời đó, bây giờ tôi ca lẻ, tôi hát như vậy nè. Hát sao? Coi thử nghe có được không? Thấy người xưa kia gặp không may, vui mừng chị hai cười tét rung, vui quá nên đành lấy chồng giàu sang sướng hơn. Đi đi, tôi không có chứa anh trong cái nhà này nữa, anh đi đi. Ghét. Em kêu anh hả? Anh mới nghe nó tà nè. Tao kêu tà, tao lấy đại liêm tao nã mày tà ra cho mày đi cho lẹ đó, đi đi. Bực bội à. Ta. Rõ ràng. Rõ ràng anh nghe tà rồi. Không mệt quá, tôi kêu đại, tôi kêu Phong Long vậy á, không được hả? Đi đi. Bực bội à, nhìn cái hết muốn ăn cơm. Ta. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Vậy là sao? Là giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Vậy là sao? Bà mẹ nó ngu thế ớn à. Cái này mới học mẫu giáo là cô giáo nó chết rồi. Nghĩ sao nãy giờ mình năn nỉ tha, tới hồi tôi tha rồi không nhớ không biết là sao. Vậy là tha rồi đó ông nội. Vậy là tha đó hả? Trời ơi xong rồi. Trời ơi cảm ơn em. Thôi đừng có ôm. Tôi ghét. Tôi nói thiệt với anh nghe, hồi nãy giờ tôi giỡn chơi với anh thôi. Khi anh đi rồi tôi biết thế nào anh cũng có một ngày cái ngày tàn anh sẽ trở về mà. Anh biết mà. Bực bội à. Mai mốt anh chỉ con ly xà đó cho tôi nha. Thôi mà chỉ nữa, chuyện cũ mà em nhắc hoài. Chuyện cũ cái gì? Tôi không có phải khi tôi ghen đâu ông. Khi tôi đã chấp nhận cho ông đi là tôi không ghen. Nhưng mà tôi sẽ dạy nó. Dạy gì? Đàn bà con gái xài thấy ơ hào thấy ớn không? Hồi xưa nó bảnh tỏn rồi đi về thấy gớm không nha. Đó. Thôi mà ông bỏ. Mới bước vô tôi tưởng là ông mặc đồ vừa xa xỉ. Cuối cùng là đi ra vậy đấy hả?
Hồi đó cái áo giá không biết mà trên cái vai đó thôi tắm thẹt đâu để lại, bây giờ mặc đồ thì gốm không. Thôi mà, bỏ qua đi. Anh hứa anh sẽ kể từ hôm nay anh lo cho mẹ con em cho tới hết cuộc đời của anh còn. Thôi lại. Được rồi, nha. Em nói cho anh nghe nè. Em đâu muốn cái cảnh gia đình mình tan nát vậy đâu. Nhưng mà em muốn nói cho anh biết rằng á, mình sống trên đời không phải vì tiền bạc, anh hiểu không? Anh về đây với mẹ con em là được rồi. Em không muốn con em nó ra đường nó không có cha. Anh hiểu. Ở ngoài bao nhiêu lâu quần áo gì, rồi ăn uống lấy gì ăn trời. Trời ơi, tiền đâu mà ăn em ơi, khổ lắm. Bởi vậy không ăn lấy sức đâu chơi. Nè, never mind, never mind. Never mind. Không, cái câu nói đó là nó phát xuất từ cửa miệng của một người đàn bà mà lâu quá không có gần chồng. Biết. Yeah, never mind. Anh biết rồi. Thôi, take a shower. Chị đi vậy? Tắm, đi tắm. Chị vậy? Đầu này tàu hũ không nè. Nghĩ sao trời ơi, sao ông khờ quá vậy ông ơi, trời ơi. Lâu ngày ông mới về đây, con vợ nó gặp ông, nó biểu đi tắm để làm gì? Làm gì, tắm chi? Do it. Do it. Yeah. Together. Yeah, yeah. Hi, mình là Mỹ Tâm. Hôm nay mình lớn sân vô sau bít. Mình hát cho các bạn nghe nha. Em đẹp không cần son phấn, xin thầm xin thầm xin rất hiền. Không quần jean dài cao gót, em chọn cho mình em áo dài. Duyên dáng. Duyên cái đầu mày á. Ra phụ bán bánh canh kìa. Em muốn được cùng anh đến phương miền vang, tình say sưa những ngày hè như nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Ghét ghê vậy đó hả? Người ta đi biển có đôi, còn em đi biển mồ côi có một mình. Giận dễ sợ luôn à. Mà phải chi là em xấu đâu, thì em mồ côi không đành. Đằng này em đẹp quá mà, em lộng lẫy, em lung linh, em lấp lánh quá mà. Vậy mà em mồ côi một mình 30 tuổi đầu rồi, bà già không cho lấy chồng. Trời ơi, tức dễ sợ luôn vậy đó hà. Tỷ sao 30 tuổi rồi mà không muốn cho lấy chồng, tức chứ. Bây giờ tức bà già quá. Ấy chết cha, nãy giờ mình nói mình tức bà già rồi mình quên. Hôm nay giờ sáng giờ chưa có selfie để bỏ lên trên mạng câu like. Mình cứ kiếm cái chỗ nào mình selfie cho nó lạ lạ coi nè. À, đây rồi nè. Cái chỗ này lạ lạ, chưa có ai selfie bao giờ nè. Cái bàn thờ. Ê, được nè. Vô coi. Con gái con nứa gì đâu mà tao quánh mày lên bàn thờ ngồi luôn à. Bàn thờ bà ngoại mày mà cũng phóng lên mày phá được hả? Trời ơi. Trời ơi, Tâm ơi Tâm. Dạ. Má đặt cho con cái tên Nguyễn Thị Tâm nó đẹp quá mà. Bộ nó xấu lắm sao mày đặt Mỹ Tâm. Dạ. Trời. Mày đặt Mỹ Tâm mà chẳng lẽ nó đổi tên Kỳ Duyên. Trời. Chứ má không lẽ giờ con để con Hoài Tâm rồi nãy giờ tụi nó lấy tên con ra nó bán vé quá thì mày thấy không? Mày là Nguyễn Thị Tâm. Dạ. Mày rảnh quá mày lên mạng nha. Mày làm cái video clip làm sao mà bây giờ người ta lên chở người ta không có like mày, mà người ta kiếm tao, người ta chửi tao banh xác. Người ta nói tao mẹ bán cánh bánh cua mà giữ quánh con, mà không quánh mày sao được. Con gái 30 tuổi đầu rồi mà. Ủa mày bộ mày chế độ nhúng tự động hả mày? Dạ, 30 tuổi rồi tự nhiên cái nó nhúng suốt ngày vậy đó má. Đứng im đừng coi nó đi. Làm gì ướt nhẹp vậy? Dạ, con đi biển mới về. Trời ơi con ơi,
má đã buôn bán mệt mỏi tuốt ngoài biển từ sáng tới chiều, tôi kêu mày ở nhà bị mẹ gái đẹp mà mày nghĩ sao mày ra biển mày tắm mà mày bận đồ bộ. Trời ơi, má nghĩ sao vậy? Thì má cũng nói rồi, mình là gái nhà lành mà, mình phải bận đồ bộ vậy người ta mới thấy hiền lành. Dạ bận đồ bộ, thế nhưng con có hé lộ nội y. Cái gì? Mày mới nói gì mà hé lộ vậy? Con nói hé lộ nội y, mình có cái chút đường cong mình phải khoe khoe chứ má. Trời ơi, vậy mà ác dễ sợ luôn má. Con vừa hé lộ nội y thôi, trời ơi, nguyên một bãi biển bao nhiêu con người, vừa con hé lộ một cái rồi quay lại biển vắng tanh. Trời ơi. Bởi vậy tôi đang bán bánh canh ngon lành, tôi quay qua quay lại tôi thấy không còn người nào hết trơn, cái biển vắng que là tại mày hả? Không, con nói chơi vậy thôi chứ thật sự ra cũng còn có hai người. Trời ơi, con quay lại tôi nói gặp hai anh đứng trời ơi giảm dở vậy đó, cái con muscle mà nó bự chà bá vậy đó má. Trời ơi, cái ngực sái múa vậy đứng, trời ơi, anh cầm hai cái cây dài thì dạ anh trọt cho người con. Cái gì? Đàn bà con gái mà có lấy cây trọt cho người mà đứng im? Thì đâu có, trời ơi, anh cầm hai cái cây cờ đen đó, dạ anh cắm trước cái chỗ con đứng, anh để là cắm xuống biển tắm để cho người khác tắm. Nhan sắc mày á chắc cỡ hà mã hay sao mà người ta cấm mày tắm biển luôn. Con giống hà mã. Trời ơi, con vui quá. Giống hà mã vui quá. Vui quá má ơi, giống hà mã. Làm gì vui? Trời ơi, bây giờ họ Hà nó có giá lắm má ơi. Dạ. Má thấy không? Hà Phương, Hà Tăng, Hà Hồ toàn lấy tỷ phú với đại gia không à. Trời ơi, con hà mã gì con lấy ai má? Mày lấy hà bá. Hà bá mới chịu nổi mày nha. Thôi bây giờ đừng có nói nhiều. Nhiều cái gì? Thôi má đừng nói. Con nói thiệt nhiều, con biết má có phải má ruột con không? Mẹ chắc mẹ mình quá à. Sao hả? Cái để cho má suốt ngày má cái sỉ dục nhan sắc con là sao? Má nghĩ thôi coi con đẹp quá mà. Má nghĩ sao mà má không cho con đi lấy chồng? Lớn rồi mà không cho lấy chồng rồi tự nhiên nói ta lấy chồng về rồi không biết làm gì. Con gái đẹp á, người ta lấy chồng không sao, đúng không? Bị đẹp quá về nó nâng niu. Còn con gái xấu về nó lấy nó đánh, cho nên thôi đừng có lấy. Má nghĩ thử nó có cơ hội nó đánh con à. Má nhìn cái mỏ của con đi. Trời ơi, con bao ăn với má là con cạp là nó tới cùi đó má. Má nghĩ sao mà nó có cơ hội nó hãm hại con. Bởi vậy má mới nói. Hiểu không? Cái gì? Mà con nói thiệt má, má kỳ quá à. Tự nhiên má hận đàn ông, rồi tự nhiên giờ cái không cho người ta lấy chồng. Ai cho không cho lấy chồng? Tôi cho lấy nhưng mà tôi không thích lấy tuổi khỉ. Cái gì vậy? Tự nhiên tuổi khỉ nó có gì đâu, tự nhiên không lấy. Tuổi khỉ nó không có chung thủy, không có lấy. Trời, tự nhiên má dị đoan, tự nhiên cái tuổi khỉ nó không chung thủy thì người ta năm sinh năm khỉ thì người ta phải là tuổi khỉ thôi chứ làm gì. Không, tôi không có thích mấy người tuổi khỉ. Tuổi khỉ là cái thứ dắt chanh bỏ vỏ, cái thứ uống chanh mà không có lấy đường, cái thứ ăn bánh canh, ăn cua mà không ăn giò, ăn hành mà không ăn ngò, ăn huyết mà không ăn tiêu. Ê má, hỏi nè. Gì? Hình này là ai mà sao ngày nào ba bữa ba cử má cũng đến đây má phân nút biến vô trong đây là sao má? Má nói quá, cái này con hỏi thiệt, má tại con nói thiệt đi. Này mà má thương hay má hận mà sao má làm vậy, má nhớ từng chi tiết quá vậy? Thì tôi không có ưa. Thì tôi thích phun nước biến tôi phun được không? Nhà này tôi là má hay là cô là má? Thì má là má nhưng mà má nhưng mà má phải cho con lấy chồng chứ, giờ tóm lại là con muốn lấy chồng. Má cho con lấy nhưng không được lấy cái thằng Andy tuổi khỉ. Trời đất ơi, người ta tên Andy, người ta ở Mỹ, người ta có tiền tỷ á, rồi người ta có sức khỏe bền bỉ, điều đặc biệt là súng ống đạn bắn rình rỉ. Bắn bao giờ mà biết rình rỉ? Ý con nói là anh thích chơi game á. Dạ anh thích chơi game, anh thích bắn súng á, bắn thằng 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 thằng. Con có hứa anh rồi, nếu mà anh về đây con chơi anh liền đó, anh bắn con bắn ảnh. Còn gì anh bắn game. Trời ơi mệt má quá à. Nói chung là anh đi là được rồi má ơi. Mệt quá. Bây giờ muốn lấy ai cũng được, không được lấy tuổi thân, tuổi khỉ. Hôm nay tôi mời thầy Pháp tới rồi, người ta cắt duyên âm cho cô, nghe chưa? Là cô sẽ nghe lời tôi. Tôi đặt đâu con ngồi đó, không có lấy anh đi. Anh biết có tuổi khỉ vậy nhà này hết trơn rồi á. Tôi bây giờ ở nhà này tôi là chồng. Anybody home? Who's it? Thằng 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 thằng
Bớt bớt rỉnh mở lại nha. Dạ, dạ. Bớt lại. Dạ, tại em thấy anh đẹp trai quá em kìm hãm không được. Ê dạ. Ê ai mà rong rỏi ngoài vậy Mỹ Tâm? Dạ ai vậy? Dạ ê, trời ơi xách cây kiếm. Trời ơi cái cây dài thòn vậy là ông thầy rồi. Tôi đâu có ngờ trẻ gì mà đắc đạo dữ vậy. Dạ rước thầy, dạ cung thỉnh thầy. Ê. Thầy là thầy phải không thầy? Vô con cổng thầy vô. Cắt chiên âm cho gia đình con. Dạ thầy ơi, trời ơi tôi biết mà. Đây thầy ngồi đây, thầy ngồi đây. Mà giờ anh nói đi, nói đi giờ anh là ai để cho má em biết. Thì hết hết mẹ rồi tới con. Nha. Nghe đi. Dạ. Tôi. Dạ. Xin tự giới thiệu. Tôi ở đợi của thầy Tư. Chẳng lẽ tán cái chứ thiệt. Dạ. Dạ làm ơn rước thầy để vô giùm nè. Dạ. Không có để cho người ta nói. Dạ nói. Thầy từ từ vô. Dạ. Thầy biết là vô đây là vong nè. Vong dập dìu, vong ồn ào lắm. Thầy vô không có tịnh tâm được. Cho nên phái ta vô đây trước. Đây. Xin mời. Hãy ra đây. Dạ. Lập dạ. Đàn rồi xong hết rồi mới mời thầy vô. Con gia chủ nhà này. Rồi xin mời. Dạ. Em có ngồi rồi. Không? Em có ngồi không? Em đừng rửng mở nữa nha. Dạ, vậy thôi. Chừng nào kêu tới em rồi em mới lên tiếng nha. À, rồi dạ thôi em ngồi đây. Dạ ngồi đây hả thầy? Ngồi đó để chờ lập đàn cái. Đây. Trời, ông thầy đó bộ đắc đạo lắm sao mà gắt dữ vậy thầy? Giúp cho chân tay. Dạ. Chùm má lại. Hả? Từ đó giờ tôi mới thấy người ta chùm đội này giống đội cao đậm vậy kì vậy. Ê, ê. Thầy thầy. Ê, từ từ. Dạ. Cứ ngồi đó, đây. Cúng là phải có lễ đàng hoàng trái cây. Dạ đâu. Đây, đó. Ủa trời, cúng cầm trái đoạn hậu vậy thầy? Kinh tế khó khăn cúng trái thôi. Nha. Dạ. Rồi chờ đó. Từ Đức ơi. Ê. Dạ. Dạ. Cung thỉnh thầy Tư. Cung thỉnh thầy Tư. Hôm nay có chuyện gì mà gia chủ thỉnh thầy về đây? Trời ơi, cái giọng nghe sang sảng, cái giọng biết thầy rồi. Dạ. Dạ thầy, hôm nay con muốn thầy cắt duyên âm cho nhỏ con gái con. Dạ, cho lấy chồng mà đừng lấy tuổi khỉ. Không, nó muốn. Đi im coi. Dạ con ngồi im mà thầy. Không, đang nói hai cái vong kia. Rồi nhà con nhiều vong dữ rồi thầy. Nhiều vong lắm. Dạ. Nhà này rất là nhiều vong. Dạ. Gia chủ. Dạ. Sẵn sàng ngồi cho vong nhập chưa? Dạ con sẵn sàng rồi. Trời đất ơi, thằng quỷ nào đi trước tao tăng gấp dữ vậy? Thầy tao á, tao. Ủa, thầy hả? Dạ xin lỗi thầy. Thầy thắng thì phải báo chứ thầy. Thầy ơi, còn con nữa thầy. Chết nó. Quỷ đi. Chết nó. Trời ơi. Tự nhiên ở đâu chui với chân. Hai mẹ con nhà này sao nhoi quá. Đừng im coi. Có sao không? Trời. Làm lễ cổng. Cách ra. Trời ơi, bà thắng chi, bà cha. Dòng không à. Lết bánh luôn thầy ơi, thắng thì phải báo thầy ơi. Đi theo ông chị. Dạ con biết, con nghe nhạc là con đi à. Bà tuổi gì? Dạ con tuổi Dần. Bà tuổi Dần với bà đâu phải tuổi Ngọ đâu, bà như con ngựa vậy. Nhạc lên cái đi. Tưởng thầy rước con qua Campuchia trục xuất vong. Cái con điên này tao mệt nó lắm rồi nha. Cỡ ba cái con mày mướn tao kiểu này chắc tao chết. Mang lại. Ê cái này con biết nè. Qua tới Lào rồi. Trời ơi. Cái này con biết. Ừ. Cái này con chịu, con có đi nước này rồi. Mày đứng lại. Nhoai hoài. Thầy ơi thầy.
thầy có trục lộn công chúa Hằng Nga ở Đồng Tháp về không thầy? Thấy giống lắm. Mày tào lao. Mang lại. Dạ. Ôi. Ê cái này có biết luôn, Ấn Độ. Đó, thấy chưa, giống lắm á thầy. Tao bóp cổ mày chết. Dông không về mà cái con này nó hành tao rồi. Dạ thầy. Công nhận má không giỏi dễ sợ luôn. Đây nó nhảy lắm đúng không? Dạ. Nó nhảy cho bà cái nhạc này bà lên tới trển luôn. Cái gì vậy? Cái gì hả? Cái gì thầy ơi, vậy? Cái nhạc này đưa con đi đâu rồi thầy? Đưa bà về dữ á. Thầy ơi bỏ đi thầy. Thầy nhoi hoài cho bắn chết mẹ cho rồi đi. Ôi miếc miếc miếc. Thầy ơi thầy. Còn có lại đi. Dạ. Cái gì vậy? Hả? Sao cậu tôi vậy? Hả? Xử kiểu này xử bình thường xử không được. Đây còn có lại. Dạ đây lấy cái này cột lại đi. Cột tôi sao? Quấn nó lại. Dạ. Bộ cái vòng này nó dữ lắm hả thầy? Dữ dàng lắm. Má ngồi yên. Để con cột cho. Rồi. Trời ơi. Đi đi. Cái gì mà nhiệt tình dữ vậy? Cột má lại mà. Ui da. Ai mượn? Trời ơi. Dạ rồi. Ui da. Ngồi xuống. Ê. Thầy 30 năm rồi mới thấy cái đứng tướng này hả thầy? Con ôi da. Thầy sao quánh như con không đẻ vậy thầy? Quánh để cho cái dòng nó ra. Bây giờ bà muốn cắt viên âm không? Dạ muốn thầy. Muốn thầy cắt viên âm cúi xuống. Cái dòng này giờ thành quỷ luôn hả thầy? Thầy mới nói con quỷ đó. Không, quỷ nó thấy bà nó còn sợ nha. Cúi xuống. Dạ. Đứng kiểu này nhột quá hả thầy? Lâu quá, không đứng giờ đứng thấy kỳ. Tôi ngồi lên đây kỳ hơn. Bà con quỷ không à. Đây nè. Kim thứ nhất. Mày lên xuống rồi. Ủa mới quánh này nha, cái kịp vậy thầy? Quánh vòng đó. Vòng nhà này thấy ghê quá, giống cô hồn anh binh đi nhiều dữ rồi thầy. Nhiều lắm. Dạ. Đây nè. Kiếm thứ nhất tao quánh ngươi. Dạ. Về cái tội ngựa bà. Về cái tội ngựa bà. Kiếm thứ hai tao quánh. Về cái tội lì nha mày. Lì nha mày. Ừ đó giỏi á. Đây nè, tuổi thân nó ăn hết của ông nội ông ngoại mày hả? Sao mà mày ghét cái tuổi thân dữ vậy? Hả? Này thấy bắt đầu sai sai nè thầy. Sai quánh nữa. Sai nữa. Sai được rồi, gỡ cho má con ơi. Gỡ cái gì mà gỡ? Gỡ cái gì mà gỡ? Hả? Ê, hai đứa ghét cái gì? Trời ơi, cái gì vậy? Mở ra. Không có gỡ mặt tao bay nữa. Cắt riêng âm cái gì? Cái gì? Về. Mắc cái chân ôn gì bà cắt riêng âm? Ông mắc cái chân ôn gì, ông quánh đâu như con, ông đẻ ông vậy? Thích quánh được không? Ông lại mà ông vô. Ê, bộ cái tuổi thân nó ăn hết của ông nội ông ngoại bà. Ê, bộ tuổi dần nó ăn hết của ông cố nội, xong vô ông quánh như con, ông đẻ đau thấy bà nội. Dạ, có đau chứ mà đừng có đứng banh càng con gà này nha. Tao nói thiệt mày, tao không cắt riêng âm, tao cắt buồn trứng hết rồi. Ráng đi. Cái gì vậy? Ráng đi. Tôi nói cho mấy người biết. Gì? Con tôi đẻ ra tôi có quyền gả, tôi gả tôi không thích gả. Nhưng mà tuổi thân mắc mới gì? Tôi không có tuổi thân. Nó thấy cái thứ tuổi khỉ là cái thứ không có chung thủy. Cái thứ cà chớp. Đáng thứ đáng. Má. Đi. Bỏ đi. Đừng quan tâm vấn đề đó. 37. Lại đi 37. Tuổi khỉ nó tốt. Tốt cái cù lôi. Nó làm gì bà hận nó? Tôi nói cho ông biết nha. Ông vô đây ông cắt được kia nghe mà cắt không cắt được. Ê. Thôi, con gái tuổi đẹp quá mà, thấy không? Nè, tâm nó đẹp quá gả ai cũng được, riêng tuổi khỉ là đừng hòng. Nó làm gì bà ghét nó? Hả? Tại bà, cái thứ tuổi khỉ là cái thứ là ăn đào mà không ăn hết trái. Tại sao đó? Tại thiên đại thánh đó, lên cho nó hái banh vườn đào người ta ăn trái dục, thấy không? Cái thứ khỉ là cái thứ không có tốt. Hái đào thì ăn hết đi. Dẫn vô vườn đào, bao nhiêu cái đào cao không hái lựa, cái đào lùn nó hái. Cái đào lùn dễ hái, ăn xong không sình bụng, tôi sình bụng. Rồi, khi mà tôi đã bụng mang dạ chữa cái thứ khỉ già mắt tôi, mắt dịch nó đâu mất tiêu. Tôi phải xa xứ, tôi đẻ con. Rồi tôi bưng về đây tôi bán bánh canh cái món mà cái thứ đó, cái thứ thích ăn. Nha. Tôi về đây tôi bán mười mấy năm trời tôi chờ mà vẫn không về. Hả?
đồ cái thứ phản bội, đồ cái thứ dắt chanh bỏ vỏ, đồ cái thứ uống nước chanh mà không có lấy đường, đồ cái thứ ăn bánh canh lấy cua mà không lấy bóng, lấy thành mà không lấy ngò, lấy tiêu mà không lấy huyết. Được mắt ông có cãi rồi má, phun nước miếng mà ông cho tao chảo ấy chà. Trời ơi, bấy cái gáy luôn à. Con xin lỗi má. Má ơi, quả báo đó. Đã má ơi, má, cái tuổi khỉ đó là không phải như bà nghĩ. Đã như vậy với bà nghĩ. Hồi đó đó là bà dụ tuổi khỉ vô trong vườn đào. Tù lâu đi nè. Đang đi củi bà dụ vô vườn đào. Đồ bà dụ vô vườn đào, bà nói là thôi vô đây ăn đi anh, ăn đi anh. Xong bà sắn cái cây vô mặt em nó ăn. Con nhìn đi, với cái nhan sắc này ai dụ ai. Mày nhìn đi. Nhìn đi. Đó, mày nhìn, nhìn đi. Ông bà mày công đạo nói đi. Nhan sắc này ai dụ ai. 1m85. Dạ. Con thấy con chuột là con muốn xỉu rồi má ơi. Trời ơi, cái này chắc má dụ người ta quá. Đó, thấy chưa? Bà dụ đàng hoàng, bà con, dụ con cũng thấy vậy. Dạ. Ngày xưa tao đẹp lắm. Dạ. Ngày xưa tao cao 1m88. Dạ. Tại tao nhớ thương người ta quá, tao rút xuống bây giờ tao còn có 1m58. Trời. Bà cháu. Ủa mà ngày xưa bà cũng y như vậy. Ngày xưa là bà rủ tôi vô vườn đào. Ông biết cái gì bà không? Bà rủ vô đàng hoàng mà. Cái thầy cắt Duyên Âm hả? Ghệ tao mà. Con này con ghệ tao. Quá 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 the hell. Oh my god. Oh that that đi. What do you say? Sao mày ghệ? Trời, ngày xưa như vậy mà bây giờ như vậy một trời và một vực. Mắc gì? Cái gì vậy mắc? Hỏi đo, bây giờ bà đo cũng không còn nữa đâu. Cơ nó đi hết rồi. Bà nói bà ghét tôi. Bà ghét tôi tại sao? Bà không treo ở gần dưới này nè, để bà phun cái vô mặt tôi. Bà phun mắt mẹ nó đâu dép, mắt mẹ nó chết à. Ha. Bà còn yêu tôi. Tại sao bà cấm tụi nó lấy tụi thân? Tôi yêu ông rồi nào? Bà còn yêu. Tôi yêu được giọng đó. Nhìn vô trong ánh mắt bà là còn yêu. Mà tôi... Ông đừng có nói cái điều đúng. Bà còn yêu tao mà. Ông đi ra khỏi nhà tôi đi. Không. Ủa đánh đi. Má ơi, tôi về đây để xin lỗi bà đó. Không cần. Vì hoàn cảnh, chứ tôi đâu có muốn xa bà. Khi tôi đánh cá ngoài biển rồi bão tới, vô tình tôi trôi qua nước người ta, rồi tôi đi định cư ở nước ngoài luôn. Có mấy lần nhờ người ta về tìm bà, nhưng tới đây đâu có. Bà đi biệt tích, tôi tìm mười mấy năm không có. Tôi cũng mang dạ chữa mà. Sao mà tôi dám ở xứ này? Rồi tôi đẻ tâm nó lớn rồi tôi có về đây nè. Mười mấy năm nay tôi bán bánh canh ở đây nè, cái món mà mấy người thích đó. Rồi mấy người có về kiếm tôi đâu? Đâu có biết ở đâu mà về. Bữa đó vô tình thấy thằng quỷ này lên mạng cua cái con ghẹ này nè, thấy nó xấu quá mà nhào vô coi thử. Tôi không hiểu tại sao mày lấy cái con mà xấu dữ dằn vậy. Nó con ông đó. Quên con tao á. Đẹp. Nó đẹp. Nó đẹp. Chắc ông đẹp dữ à. Ủa mày Tâm là con đến đi. Ba con á. Ba ba nhận ba đi. Ba con. Ba. Rồi con Andy. Andy nó con tao. What the hell. Mày có bài. Không phải. Nãy giờ con vô đây con không hiểu. Con nhờ Daddy về đây để con chặt cổ con rồi làm sao ta được như vậy trời ơi. Được mà. Sao được? Mày con ruột nó con nuôi mà. Yeah. Hả? Nó con người khác chứ đâu phải con tôi. Rồi tôi định nhào quá tôi xé xác ông rồi. Nói lại đi ba. Nghĩ vậy. Nó là con nuôi. Yeah, cái vấn đề là con không hiểu tại sao tự nhiên vô đây là con tưởng con có ghệ thôi, ai về Daddy cũng có ghệ nữa. Không phải, tại tao tìm bả lâu lắm mà không ra. Yeah. Tao mới lên mạng coi mày cua cái con này nè, tao thấy nó như quái thú vậy đó. Tao mới thấy mặt má nó. Yeah. Mới kêu về đây luôn lượt đó. Wow. Mày wow cái gì? Dạ không. Tại sao mày yêu nó, mày nói tao nghe coi. Dạ thật sự ra là mày muốn qua đường. Dạ không có. Thật sự là của nó vậy mày thấy sao? Sẵn vô tao đây tao nổi da gà rồi đó. Ba
trời ơi. Không con... sao đâu con, nét đẹp đó của ba với má cộng chung lại mới ra mày mà. Cho con xin phép con lấy bình tĩnh, con nói luôn. Sẵn có... Nói đi. Mẹ của bé Mỹ Tâm ở đây. Con mới nói thiệt sự ra là lúc đầu con thấy con cũng muốn ói lắm. Dạ. Không, không. Em đi. Cái đó là cái lúc đầu thôi. Nhưng mà sau này rồi trò chuyện rồi con thấy bây giờ người ta thực tế quá, nhưng mà con yêu cái nét xấu xấu đó đó. Mặc dù xấu mà xấu như con cóc chạy qua đường mà bị xe cán luôn á. Cái gì vậy? Trời mưa xuống 2-3 lần nở ra là xe cán tiếp vẫn còn xấu luôn. Nhưng mày mà diễn tả quá vậy mày. Không không. Cái đó là cái thật sự, con là có sao con nói như vậy mà. Thôi nói chung là nét đẹp thuần chủng. Dạ đó, nói chung là cái nét đẹp thuần chủng mà không có lai tạp đó. Bậy chứ... bậy. Có lai, có lai tạp tao với bà. À, nghe dạ. Con. Bao nhiêu nét xấu của tao, bao nhiêu mà mày là em đi đúng không? Dạ ý là mày là tuổi thân đúng không? Dạ. Con yên thân đi, con là con khỉ. Dạ. Mà con có gặp con cóc này á ha, có 1000 lần đi nữa mà con bắt được con cóc, con nhìn thấy nó con xỉu, con mở ra con nhắm lại con có xỉu 10 lần à. Rồi rồi, con thử rồi. Thích lắm. Thật sự ra là con thích là cái nét chân thật vậy đó, chứ bây giờ con gái á nhiều khi đi sửa hết trơn rồi, nhưng mà nhiều khi sửa chung bệnh viện đưa ra đứa nào cũng giống đứa đó à. Cái nét này lạ nè, không có vô đâu với đâu hết á. Cái răng của bé Mỹ Tâm á nó như vậy nè. Cái răng của con nó như vậy nè đó. Oh my god, buffet. Yeah. Andy. Mày nhòi quá con ơi. Andy. Bà dạy con bà vậy đó hả? 30 tuổi là chế độ nhúng tự động. Tự nhiên 30 mà tự nhiên bắt đầu là nó nhúng vậy nè. Bây giờ tôi nói cho bà nghe. Con nãy nè, khoan đã. Vậy? Con thấy anh Andy anh nói vậy, con sung sướng quá. Sung sướng đứng im đó đi, để tôi giải quyết ông này. Chưa có chấp nhận ông chưa qua nhà này. Thôi, bà bỏ qua cho tôi đi. Không. Đừng có hận nó nữa. Dẹp. Đừng có hận tôi rồi hận luôn thằng này tuổi khỉ. Tội nghiệp nó. Tôi sẽ treo tấm hình này lên, mỗi một ngày tôi phun nước miếng nữa cho trôi chiếc dép bên đây luôn. Thôi mà. Đi đi. Thôi mà tôi nói. Đi đi. Được. Nếu bà đuổi, tôi đi. Đi đi. Đi đi. Ông đi thiệt à? Đi rồi. Đi. Nó đuổi người ta đi rồi. Ông đi thiệt hả Tâm? Tâm. Mấy chục năm tao đợi ông. Vậy mà tao nói thiên trước thiên sau ông đi hả Tâm? Mày cũng bậy lắm đáng lý. Nếu mày cản ông cho sao cũng có hàng tao hốt chứ. Tâm ơi, mà thích ông thiệt. Biết mà. Mà nó nói thiên trước đi. Bởi vậy khỉ già mất nết. Mà hên là đi lẹ. Đi chậm chậm tôi nhổ sạch lông. Nếu mà còn đứng đây có nhổ không? Tâm ơi. Ừ. Nói ông tiến đi quay lại đi. Mày có hàng mày đi rồi tao bơ vơ tội nghiệp tao Tâm ơi. Trời ơi. Tâm. Hả? Đi đây. Tao mang vô khỉ già mất vô. Thèm chết mẹ là sao sao. Đứng sao nghe hết rồi. Thôi dẹp đi. Về đó tôi với bà nói lại tình xưa. Còn để cho con nó có nơi có chỗ. Đẻ đứa con đẹp quá mà. Bà phi gì? Bà đẻ con đẹp quá mà. Rồi ông có đi nữa không? Đi chi nữa. Về đây phụ bà bán bánh canh. Thôi những quyết định là về đây bán bánh canh nha. Yeah.